Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, thì trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị là ba cái năm được gọi là cực kỳ may mắn. Nếu mà ai sinh vào một trong ba cái năm dưới đây thì sau 35 tuổi vượng phát trúng quả lớn tiền tỷ cầm tay, tức là những người sinh vào cái năm này thì ban đầu có thể là gặp nhiều khó khăn nhưng mà chắc chắn từ sau tuổi 35 thì sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu có bất ngờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những cái năm nào. Thứ nhất đấy là người sinh năm 1986, tức là những người sinh năm 86 là tuổi Bính Dần, thì những người này dù là nam hay nữ, tính tình cũng vô cùng cương trực, thẳng thắn, có chí tiến thủ. Bính Dần chăm chỉ làm việc, nỗ lực hết sức với cái mục tiêu phải làm giàu bằng được. Thế nên là ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp thì họ đã tìm cách để có những cái mối làm ăn lớn, có cơ hội thăng quan tiến chức. Ban đầu có cái đôi chút khó khăn nhưng đến sau tuổi 30 thì cái sự nghiệp vô cùng khởi sắc, đặc biệt là sau tuổi 35 có cái cơ hội làm quan to, chức tước đầy mình, thu nhập khiến người khác nể phục. Làm bạn đời của người sinh năm 86, bạn chắc chắn sẽ có được cái điểm tựa vững vàng, giàu có, sung túc về sau. Và cái năm sinh may mắn thứ hai nữa, đấy là năm 1990. Thì những ai sinh vào năm 1990, đa phần là người ăn nói dễ nghe, có năng khiếu hài hước, ngồi bên cạnh ai cũng gây được tiếng cười, tạo không khí thoải mái. Thế nên bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên cũng vô cùng hài lòng về bạn. Hơn nữa, tuổi Canh Ngọ sẽ vô cùng thông minh, tài giỏi, có tính sáng tạo, được giao việc thì Ngọ cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành và còn hoàn thành rất tốt. Nhìn chung thì Ngọ chỉ là người chưa được trao cái cơ hội và tạo điều kiện, còn một khi họ đã có cái cơ hội thì chắc chắn sẽ làm rất tốt nhờ cái sự nỗ lực và cố gắng của mình. Ngoài 30 tuổi, Ngọ đã sớm chứng minh được bản thân, khẳng định có khả năng làm quản lý. Đến tuổi 35 chính là cái thời kỳ khởi sắc nhất, cuộc đời bước sang trang mới, hạnh phúc viên mãn vô cùng. Và cái năm sinh may mắn thứ ba, đấy là sinh năm 1983. Là người sinh năm 1983 là đứng tuổi Quý Hợi, là người vô cùng thông minh, khéo ăn nói, ngoại giao tốt. Quý Hợi luôn mang về những cái mối quan hệ tốt, giúp sức cho mình rất nhiều. Hơn nữa thì tính tình người này bao dung, độ lượng, vị tha nên có nhiều người biết đến và có nhiều người biết ơn. Khi bạn bắt tay vào làm ăn, các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Một là góp vốn, hai là tạo cơ hội cho bạn. Tuổi trẻ gặp nhiều biến cố khó khăn, ví dụ như gặp công việc không tốt, thu nhập kém. Nhưng sau tuổi 35 thì sự nghiệp bắt đầu phất lên như diều gặp gió nhờ ngoại hình bắt mắt. Bạn được cấp trên nâng đỡ, tạo cơ hội cho bạn thăng quan tiến chức, cũng chính từ cái điểm xuất phát đấy, bạn chắc chắn sẽ là người có chức, có quyền trong tương lai. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị là ba cái năm sinh sẽ giàu có sau 35 tuổi, vượng phát trúng quả lớn, có thể có tiền tỷ cầm trong tay. Và chúng ta cũng đã biết được là đó là những năm sinh nào rồi và chúng ta có trong cái danh sách này hay không. Và chúng tôi xin được chúc mừng ba con giáp mà phù hợp với năm sinh này. Chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và có nhiều thành quả lớn trong cuộc đời của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.